Anh em mình là cái gì đây? Yeah, anh em mình là củ khoai tây. Anh em mình là cái gì nào? Yeah, anh em mình là củ su hào. Anh em mình là cái gì vậy? What? Anh em mình là lũ mất dậy. Yeah, cả anh về với chúng là tổ lái. Thì mình chỉ có ưu việt và bỏ xe. Cầm đồ trên tay anh em còn đang gọi. Về mẹ còn phải đi cứu giúp bạn bè. Bên em nắng rồi, bên anh thì vẫn mưa. Em thương ai rồi, còn anh thì vẫn chưa. Con trai chỉ sợ làm cho nước mắt mẹ rơi. Còn nó thích lúc nào thì cũng có thể ăn chơi. Chắc con về anh là chàng tỷ phú. Anh là chủ xe ôm, yêu em không phải để lên giường, yêu em là để lên phường mà kết hôn. Con trai nợ cha một sự nghiệp, con trai đang đưa mẹ một nàng dâu. Nhiều thằng khẩu phật và tâm là xuất phật, thấy hoa tươi của phật là bạn phật đều phải cúi đầu. Vin a gang, vin a gang, vin a gang, vin a gang, vin a gang. Anh em mình là cái gì đây? Yeah, anh em mình là củ khoai tây. Anh em mình là cái gì nào? Yeah, anh em mình là củ su hào. Anh em mình là cái gì vậy? Anh em mình là lũ mất dậy. Yeah, vin a gang, vin a gang, vin a gang. Anh em mình là cái gì nào? Yeah, anh em mình là củ su hào. Anh em mình là cái gì vậy?